Và với cái hướng cuối cùng đó là cái hướng Đông Bắc thì xin mời anh Đức Trung. Vâng, anh Long. Hướng Đông Bắc thì chúng ta sẽ có 3 sân hướng, đó là Sửu, Cấn, Dần, giải độ từ 22,5 độ cho đến 67,5 độ. Thì đối với cái hướng Đông Bắc vào năm 2020, tức là chúng ta biết là tọa Tây Nam và hướng Đông Bắc, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái hướng Đông Bắc vào năm 2020 nó bán cát, cho nên rằng là chúng ta khai sơ lập hướng thì chúng ta cần phải chọn vào cái thời điểm tháng vượng để chúng ta làm. Thì cái tháng để mà lập hướng được với hướng Đông Bắc này nó rơi vào tháng 4 và tháng 9 âm lịch. Nếu mà tu tạo sửa chữa tại cái phương Đông Bắc ở trong nhà thì chúng ta tu phương tại hai cái tháng, đó là tháng 4 và tháng 6 âm lịch, để các anh chị chú ý